Xin đại diện cho ban giám đốc điều hành và toàn thể nhân viên của Trung tâm Y tế Memorial Care Orange Cruz cùng với các bác sĩ thuộc tổ hợp y tế Memorial Care Medical Group với cam kết luôn luôn cải tiến để mang đến sự chăm sóc y tế toàn hảo nhất cho cộng đồng Việt Nam. Trước thềm năm mới, xuân nhâm dần, chúng tôi xin kính chúc quý vị bệnh nhân và thân quyến một năm mới sức khỏe dồi dào, bình an và vạn sự như ý. Tôi là bác sĩ Vân Trịnh, xin kính chúc quý vị cao niên, con cháu sum vầy, sống lâu trăm tuổi, phước lộc an khang. Tôi là bác sĩ Hân Võ, kính chúc quý vị gia đạo thuận hòa, tài chính sung túc, mọi điều thuận lợi. Tôi là bác sĩ Yến Trần, mến chúc các em nhỏ học hành chăm ngoan, luôn luôn vui khỏe, công thành danh toại. Chúc mừng năm mới!